Xin chào, hôm nay có thể nghe nói là cái ngày hôm nay là ngày đi rước ông thần tài hay là đi thăm ông thần tài gì đó. Mình phải đi ra tiệm vàng, mình mua vàng là sẽ được may mắn cả năm. Nên bữa nay có thể đi ra thăm tiệm vàng để được may mắn. Cái này không có gì hết.
Thôi, xe trắng
Nó bị gớp với cái hộp nhỏ đó. Muốn bỏ không? Cô bỏ cho. Cái miếng nhỏ đó nó bụng. Cảm ơn nhiều. Rồi. Chúc năm mới sức khỏe rồi làm ăn tiền mua như nước. Con đừng có nghĩ gì, lúc nào con cũng là cháu của con mà đừng bao giờ nghĩ không có tiền bán tiền lúc nào. Con mà con nói vui thôi, con cảm ơn ông bà. Con nói vui thôi, con chào. Rồi. Bye bye. Bye bye. Bye. Thank you.
Giao cho là ăn ha,
Thank you.